Quý vị thân mến, ở Việt Nam, măng cụt được trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông như là Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên thì ngay tại tỉnh Long An, hy hữu vẫn có một vườn măng cụt rất đặc biệt, vừa có diện tích lớn, vừa bước vào mùa thu hoạch và vừa là vườn măng cụt duy nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Vườn măng cụt có tuổi đời gần 20 năm tuổi này nằm ngay tại vùng rốn vèn của xã biên giới Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Chủ nhân của khu vườn độc nhất vô nhị này là ông Võ Quang Huy. Với những trái măng cụt sạch, chất lượng thơm, ngọt, được trồng hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ. Nhưng giờ hỏi tại sao trồng măng cụt? Thì cũng người tôi là giao lưu dữ dằn lắm. Chỗ nào có nông dân giỏi là có tôi tới đó. Chỗ nào có nhà khoa học giỏi là có tôi tới đó. Trường nào mà giỏi là cũng có tôi tới đó. Thì lúc đó là đi xuống cái vườn măng cụt ở dưới Lái Thiêu đó. Mới là thấy ở đó thì cái vườn măng cụt người ta, cái nước người ta nó cũng, nước phèn cũng đỏ hết. Thấy không? Nước phèn cũng đỏ. Thì mình cứ nghĩ là nước phèn trồng măng cụt được chứ cũng đâu có rành. Thì cũng trồng đại nữa vậy thôi. Cây măng cụt trồng từ hạt sẽ cho trái khi đến 8 đến 10 năm tuổi hoặc lâu hơn nữa, tùy vào phương pháp chăm sóc. Nếu cây non, những năm đầu cho từ 200 đến 300 trái mỗi mùa. Dự kiến vụ mùa này, ông Huy sẽ thu hoạch hơn 50 tấn măng cụt với giá bán dao động từ 35 đến 70 ngàn đồng mỗi ký. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các siêu thị, Bách Hóa Xanh. Qua 30 năm gắn bó với vùng rốn vèn này, ông Huy đã chuyển đổi gần 25 cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, chỉ riêng với cây măng cụt, ông lại rất quý, nên khó khăn cách mấy vẫn không phá bỏ, quyết tâm bảo vệ cho đến hôm nay. Bây giờ là tôi đang đưa cái vườn cây nào vào, tôi đặt tên nó là cái vườn của gia tài của mẹ, có nghĩa là nó còn, nghĩa là có thể còn khai thác nó tới hàng trăm năm nữa, tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là tới đây tôi sẽ tôn tạo cái vườn một cục này lại cho cái cây nó đầy đủ, nó đông đặc hơn. Thì đương nhiên là có thể nói đây là cái đặc thù của Đức Huệ, mà thậm chí của cả cái tỉnh Long An không có chỗ nào có cái vườn một cục. Hiện ông Huy đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các công ty lữ hành tiến hành khảo sát, đưa vườn măng cụt đặc biệt này trở thành điểm đến trải nghiệm cho du khách. Tự hào là được cái vườn măng cụt là cái cây ăn lâu năm, đặc biệt nhất là được cái của cái tỉnh Long An này, chỉ có một chú Huy có thôi. Trải qua bao khó khăn, thách thức về điều kiện kinh tế, điều kiện thổ nhưỡng, nhưng ông Huy vẫn kiên trì chăm sóc để hôm nay vườn măng cụt vươn mình phát triển mạnh mẽ trên vùng rốn vèn biên giới xã Mỹ Bình và hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan, du lịch lý tưởng, hấp dẫn cho du khách trong tương lai gần.